Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 24. Người tu đạo của chúng ta như thế nào chúng ta mới có thể duy trì được cái tâm tu cả đời? Niệm Phật hay tu các pháp khác đều một nguyên lý mà cả đời sẽ tu không bao giờ bỏ đạo. Cách nào? Duy trì tâm giải thoát. Còn người niệm Phật thì gây dựng tín nguyện ngay danh hiệu Đức Phật A Di Đà, duy trì cái tâm tu giải thoát thì dù có gặp sự trở ngại khó khăn gì cũng sẽ vượt qua. Vì nhớ cái câu rồi mọi việc cũng sẽ qua. Vì khó khăn gì rồi cũng qua. Những đức tổ chức lại 3.000 lại Quán Thế Âm Bồ Tát cực kỳ khó khăn cũng qua. Chuyến này những đức lễ 1.000 lại mà gặp ngay cái lần thứ 2 lễ ngày 19 bên Đại Tùng Lâm, nó nóng không tưởng tượng được. Quý vị biết nóng mà đến mức mà mấy chú quay phim nói rằng là cái hơi người quý vị nó bay lên á, mà giống như cái hơi xương. Quý vị biết nóng cỡ nào chưa? Không tưởng tượng được cái nóng hơn trong bếp những đức nấu luôn. Mà một tay cầm micro, miệng thì đọc, mắt thì nhìn, tay bên đây đánh cản. Một mình những đức lại khó khăn hơn người khác bao nhiêu lần. Khó khăn cỡ nào rồi cũng qua. Khó khăn cỡ nào cũng qua. Mà qua được là ngay chỗ nào? Gầy dựng cái tâm tu giải thoát. Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Gầy dựng cái tâm tu giải thoát nên tu cả đời không thối tâm. Dù gặp sự thuận nghịch gì trong cuộc đời cũng quyết tâm tu không bỏ đạo. Tại sao có những người trong chùa tu một thời gian, nghe này nghe kia nghe nọ, người nói này nói kia nói nọ, hay gia đình nói này kia nọ, thối tâm đi về? Đừng có đấu thừa hoàn cảnh. Ngay chỗ cái tâm mình không gầy dựng mục tiêu rõ ràng. Do mình không gầy dựng mục tiêu rõ ràng nên bản thân của mình bỏ đạo. Quý vị coi ấy, Thái tử Tất Đạt Đa là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài có tất cả, Ngài buông tất cả vì mục tiêu giải thoát. Ngài đã làm được cái việc một đời tu đạt đến quả vị giác ngộ hoàn toàn, đem cái giáo pháp để lại cho chúng ta. Chúng ta là những đứa con được kế thừa cái gia nghiệp của Như Lai, mà mình lại không biết trân quý gia nghiệp của Như Lai. Tu hành mà gặp sự trở ngại một chút là bỏ đạo. Nghe người này nói kia một chút thì thối tâm. Ai chỉ trích một chút thì buồn khổ, chán nản.
Mình đâu phải là người tu giải thoát quý vị. Nếu như mình là người niệm Phật tu giải thoát thì làm gì có cái tâm kỳ cục gì. Những đức chia sẻ Phật pháp, những đức thường nói rằng nghiệp nặng báo nhẹ. Cái nghiệp mình nặng mà quả báo mình nó nhẹ trong cõi đời này. Thà mình trả qua báo ở thế gian này để mình đừng có trả cái quả báo của tam đồ ác đạo. Còn cái quả báo ở thế gian này mình không trả thì mình lãnh đủ cái quả báo trong tam đồ ác đạo luôn. Vì so sánh đi, cái khổ của thế gian và cái khổ của tam đồ ác đạo vì chọn đi. Chúng ta là người nghe đạo, mình nghe giảng pháp hoài mà mình không hiểu cái khổ của tam đồ ác đạo khổ cỡ nào. Bậc A-la-hán chứng quả, nhìn lại những đời kiếp đã khổ đau trong tam đồ mà các ngài đổ mồ hôi máu, sợ mà đến mức mà đổ mồ hôi máu. Thì vì nghĩ cái khổ đau trong tam đồ ác đạo nó cỡ nào chứ. Vậy mà mình ở đây bị một chút oan ức, một chút khổ cực, đau tay đau chân một chút, bị gầy la nói một chút là mình bỏ đạo. Quý vị coi, mình không có làm được như Phật nhưng mà mình cũng nên làm được một phần nhỏ của Phật. Đức Phật vì đạo giải thoát mà một ngày ăn một hạt mè thôi. Mình bây giờ đâu đến nỗi như vậy đâu. Ngày ăn ba bữa cơm mà mình còn ăn dặm. Vậy mà mình còn than khổ đau, rồi thối tâm muốn bỏ đạo. Mình đâu phải người tu hành. Khi phát tâm đi tu, dòng họ gia đình ai cũng biết. Vậy mà mình thêm mình nghĩ cái giáo pháp của Phật rẻ quá. Mình tu thời gian mình không tu được, mình đi về nhà. Mình không có bao giờ suy nghĩ cho bao nhiêu con người thân trong gia đình của mình. Mình không tu nữa mình về nhà, họ còn nhìn được Phật pháp sao? Nên những đức nói rằng ở trong chùa của mình là dễ độ sanh, vì mình có một vị trí quá rộng rãi, có một hoàn cảnh nhân sinh, có một tổ chức lo lắng, nên dễ độ người thân gia đình của mình. Ai tu ở trong chùa ở đây thì đa phần người thân đến đều bị ảnh hưởng hết. Về mặt thế gian, ai không thích nhìn thấy con mình đi tu theo một ông thầy có bản lãnh, làm những việc lớn lao trong cuộc đời. Cái hình thức đó dễ độ sanh. Thêm cái nó có phương pháp tu và nhắc nhở cái chuyện tu giải thoát. Cái này cực kỳ quan trọng luôn mà mình không chịu nhìn ra. Mà mình đi tu chỉ cần ai đụng chạm mình bù chút là mình chán nản, làm cực chút là mình thối tâm. Phật dạy lấy khổ làm thầy, trì giới thành tựu. Phải chịu khó chịu khổ. Nhưng mình đâu đến nỗi khó khổ gì đâu. Nên đã gặp được Phật pháp, phải nhớ câu thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Hàng Phật tử cũng vậy. Niệm Phật cầu sanh cực lạc, nghe thầy giảng suốt luôn. Bận đêm ngủ chỉ gần thấy ma cái là sợ hú hồn. Nghe ai nói gì về câu dao động tâm. Vợ hay chồng hay con khảo đảo một chút thì buồn chết. Vậy mình là tin sâu nhân quả mà mình thì không gầy dựng định luật nhân quả. Thiếu nợ thì trả đi, than vang làm gì. Mình thì trả nợ không vui trả mà là than vang. Đi ngược lại không à. Mình cứ nghĩ là cái công mình bỏ ra cho người ta nhiều quá, bây giờ người ta nói mình tức tối. Mình không biết được mình đã vay mượn của người ta, bây giờ mình cần phải trả. Học đạo là phải hiểu có nhân có quả. Không có nhân làm sao có quả.
chồng ớt, chồng ớt ăn ớt, chồng cà ăn cà, chồng cái gì ăn cái nấy. Mỗi người phải nhận thức cực kỳ sâu sắc, nhận thức cực kỳ sâu sắc, nhớ kỹ. Học đạo phải có cái sự gầy dựng, gầy dựng cái tấm giải thoát cho cực kỳ mạnh. Từ người trong chùa cho tới hàng cư sĩ, sống trong cái cuộc đời này, mỗi vai trò đều có cái khó của nó. Biết làm sao mà vừa lòng người đấy. Dù như Đức có làm bao nhiêu chuyện thì người ta cũng chửi. Mình làm mình hiểu, người ta chửi mình là đúng rồi, vì người ta không hiểu. Nhưng mà mình cũng giải thích cho người ta nghe, người ta vẫn chửi, thì mình vẫn phải làm. Thì người ta chửi thì cứ chửi, mình giải thích, người ta vẫn chửi, mình cũng tiếp tục cứ làm và mình cứ giải thích. Đến một ngày nào người ta gặp những cảnh ngộ khổ đau trở ngại, người ta sẽ tự suy nghĩ lại. Người ta không biết đặt mình vào người khác, nên người ta chỉ biết nhìn cái khách quan bên ngoài, không đặt vào người trong cuộc. Nên chúng ta đi trách hờn họ làm gì, buồn họ làm gì. Mình biết niệm Phật, biết nghe Pháp, mình biết cái đó lợi ích là gì. Uống nước nóng lạnh tự biết. Còn người thân mình họ chưa có uống nước này, làm sao họ hiểu. Nên họ chê mình, họ nói mình ngu này kia, kệ họ. Bản thân mình cứ lo niệm Phật. Trong nhà Phật có câu nói: nhận nhỏ thành tựu nhỏ, nhận lớn thành tựu lớn. Nhận cái gì? Trong cái thuận không bị buộc ràng là nhẫn, trong cái nghịch không buồn phiền là nhẫn. Có ăn ngon thì ăn ngon, có ăn dở thì ăn dở. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, ăn dở ăn ít một chút, cũng qua buổi cơm. Đó là nhẫn. Còn mình thì ăn ngon dính mắc cái ăn ngon, phàm phu mình đó, dính mắc cái ăn ngon. Nhưng nếu mình dính mắc mình thèm mà không có ăn thì thôi, không có buồn thì cũng được đi. Còn dính mắt mà không cho ăn thì trông ngóng và buồn phiền, thì là tự điều chỉnh lại. Còn ăn dở thì ăn dở thì mình ăn ít, ăn ít chút cũng xong buổi cơm. Đó là nhẫn đó quý vị. Cái nhẫn của chúng ta là dưới căn tính kém cỏi của mình mà nhẫn vậy đó. Còn bậc thượng bậc trung thì người ta hạ nhẫn theo cách khác của người ta. Mỗi căn tính nó khác nhau. Nên tu đạo muốn gầy dựng, để tu cả đời không bỏ đạo, là ta nhìn được Phật Pháp tốt, ta nhìn con đường này tốt, nhìn phương hướng này tốt. Nên cả đời tu không bao giờ bị thối tâm. Có thối tâm cũng không bao giờ bỏ đạo, cũng gầy dựng cái tâm tu đạo lại. Mình không chịu gầy dựng cái tâm tu đạo, mình không gầy dựng mục tiêu giải thoát, nên mình bỏ đạo. Không gầy dựng cái tâm tu giải thoát nên mình bỏ đạo thôi, thất bại. Không. Mỗi người phải có cực kỳ góc độ sâu sắc. Phật Pháp thù thắng lắm. Có một người này lớn tuổi, ngày xưa đã từng xuất gia, đã từng ở trong chùa đứng tu. Sau này ông thối tâm, ông về đời. Khi ông về đời ông có gia đình, thì bây giờ ông già rồi, ông gặp những đứa, ông nói rằng: thầy phiên những người trẻ, vì con đường này con đi qua con biết. Hồi chi năm xưa con gầy dựng ở trong đạo thì con không tệ như ngày hôm nay. Con bỏ đạo con bước ra con càng tệ. Gần hết cuộc đời con không có làm được gì ý nghĩa trong cuộc đời, gánh vác một gia đình. Bây giờ tới tuổi già con lo cho một gia đình nó, tuổi già con phải đi bán vé số, sống qua ngày đoạn tháng. Phải chi năm xưa con kiên nhẫn ở trong đạo thì đúng là bây giờ con cũng được người quý trọng tôn kính, sống cuộc đời cũng mỗi ngày nghe lời kinh tiếng kệ, sống những ngày tháng bình an. Nhà Đức đã gặp rất nhiều anh em huynh đệ khi thối tâm đi ra đời, lâu lâu nhìn lại người nào cũng hoàn toàn rất là tệ, rất là bèo nhèo, không ra trò chống gì hết.
Những đức nhìn từ chỗ này thì con đường những đức gầy dựng cực kỳ kiên cố. Ai như thế nào mặc kệ người ta, bản thân mình gầy dựng cái tâm tu giải thoát, gầy dựng mục tiêu giảng sanh cực lạc là giải thoát. Gầy dựng như vậy thì đi đứng nằm ngồi siêng năng niệm Phật, phát nguyện rằng khó khăn trở ngại gì bản thân mình cũng quyết tâm tu hành. Từ cái khó tu ra thành cái dễ, từ cái dễ tu thành quân bình tâm. Đúng rồi, tu hành không phải cầu cho tiện lợi. Tiện lợi thì tu trong tiện lợi, nghịch cảnh thì tu trong nghịch cảnh, trở ngại thì tu trong trở ngại. Mặt nào tu theo mặt này. Đúng rồi, rất là đúng. Trong nghịch cảnh thì buồn phiền, trong thuận cảnh thì dính mắt, mình thua rồi. Mình không cầu thuận, không cầu nghịch gì hết. Hoàn cảnh đưa đẩy mình sao mình tu gì à? Mình học đạo, học với người thầy phải tin tưởng người ta, không ai hại mình hết. Nếu người thầy mà có tâm hại đệ tử thì con người mình đọa còn sâu hơn đệ tử. Như bản thân nhà Đức mỗi ngày niệm Phật cầu sanh cực lạc, làm gì có cái tâm hại người khác. Như những đức dùng đa dạng phương tiện để gây dựng cho con người được ở trong ngôi nhà tam bảo. Như đức nghĩ họ ở trong ngôi nhà tam bảo chẳng đặc biệt hơn họ không ở trong chùa. Vì những đức đã nhìn bao nhiêu người ra khỏi chùa, lâu lâu gặp lại, họ có gì đặc biệt đâu, có gì đặc biệt đâu. Nhìn bèo nhèo tả tớ, có gì đặc biệt đâu. Nên chúng ta gặp được tịnh độ, được ở trong ngôi nhà tam bảo, qua những chương trình lễ viết, chúng ta thấy cuộc đời mình đi tu ở một ngôi chùa quá ý nghĩa. Như đức nhắc các anh em trong chùa, như đức nói lễ lọc mấy anh em thấy có nhiều người không? Ta đứng ngay đường người ta kiếm cuộc sống đó, mấy anh em có nhìn thấy không? Cũng như hình tướng giống mấy anh em đó mà người ta vậy đó, mấy anh em thấy không, không biết trân quý nữa thôi. Thân người khó được, học pháp khó gặp, mà gặp tịnh độ, gặp được hoàn cảnh gì là điều quá mừng quá quý. Hãy nên chân thật mà chân quý. Có góc độ gì thì cả đời tu không thối tâm, trở ngại gì cũng không bỏ đạo. Người tu đạo mà đụng cái là bỏ đạo, đụng cái đi về, đụng cái bỏ đạo, đụng cái đi về, thua rồi. Vì không phải người tu đạo dễ thối tâm quá, không phải người tu đạo. Nếu những đứa cũng vậy làm gì có ngày hôm nay. Chỉ càng bị thị phi, chỉ càng bị người ta châm chích, chỉ càng bị người ta nói cái gì tới mình, chỉ càng bị dư luận gì cái là bản thân đã thối tâm, thua rồi. Mình niệm Phật, mình tin ngay lời của Phật dạy. Phật dạy niệm Phật thành tựu thì chúng ta niệm Phật cả đời không thối tâm, cả đời niệm Phật không thối tâm. Như đúng đó, quá đặc biệt rồi. Nên quý vị phải gầy dựng cái tâm tu giải thoát, phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm. Cái này là cái cực kỳ quan trọng. Muốn tu cả đời cũng thối tâm, phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật, phải gầy dựng cái tâm giải thoát. Mình nghĩ mình là người dân ở thế giới cực lạc thì bản thân mình sẽ không muốn hơn thua đấu đá với ai. Dù có đụng chạm gì chút mình cũng buông ra, không buồn trách gì hết. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng, được mắc bại thành bỗng hóa hư không. Nhớ nghe quý vị, cố gắng niệm Phật, gây dựng tín nguyện niệm Phật. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.